Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, các cấp chính quyền và các ngành chuyên môn huyện miền núi Vĩnh Thạnh đã và đang nỗ lực trong công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hỗ trợ phát triển các ngành nghề chế biến nông lâm sản, vốn là tiềm năng thế mạnh của địa phương, cũng như tăng cường sản xuất hàng hóa tại chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân miền núi, góp phần vào tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện. Phải kể đến sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương tỉnh thông qua việc triển khai các hiệu quả nhiều đề án khuyến công tại địa phương này. Huyện miền núi Vĩnh Thạnh có diện tích rừng khoảng 51.000 ha, trong đó có hơn 45.000 ha rừng tự nhiên và gần 6.000 ha rừng trồng. Trong những năm qua, việc trồng rừng kinh tế phủ xanh, đất trống, đồi trọc trên địa bàn huyện đã mang lại những kết quả đáng phấn khởi trong việc tăng thu nhập cho người dân, xóa đói giảm nghèo và góp phần bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, hiệu quả đạt được từ việc trồng rừng kinh tế vẫn chưa tương xứng với diện tích canh tác và tiềm năng hiện có. Nguyên nhân là do người trồng rừng kinh tế mới chỉ dừng lại ở việc khai thác và bán gỗ keo để làm dăm gỗ nên giá trị kinh tế không cao. Trong khi đó, nếu chuyển sang trồng rừng gỗ lớn để cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất đồ gỗ, sẽ cho thu nhập gấp đôi, gấp ba so với trồng rừng gỗ nhỏ. Chính vì thế, trong những năm gần đây, huyện Vĩnh Thạnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chuyển sang trồng rừng gỗ lớn. Cùng với đó là thực hiện các chính sách ưu đãi nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến gỗ, sản xuất đồ gỗ từ rừng trồng, phục vụ đầu ra cho người dân trồng rừng lâu năm. Tại cụm công nghiệp Tà Súc, huyện Vĩnh Thạnh, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư tổng hợp huyện Vĩnh Thạnh là một trong hai doanh nghiệp đầu tiên của huyện hoạt động trên lĩnh vực cưa xẻ gỗ để cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất đồ gỗ nội ngoại thất của tỉnh. Mặc dù chỉ mới đầu tư và đi vào hoạt động từ cuối năm 2021, nhưng hiện nay bình quân mỗi tháng công ty đã cung cấp trên 150 mét khối gỗ xẻ theo nhiều quy cách cho các doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ tại khu công nghiệp Phú Tài và khu công nghiệp Nhân Hòa. Tuy vậy, nhưng cũng chỉ mới đáp ứng được 1/3 nhu cầu của các đối tác. Có được kết quả bước đầu đáng phấn khởi này là nhờ vào sự tư vấn và hỗ trợ của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại thuộc Sở Công Thương tỉnh ngay khi doanh nghiệp mới đi vào hoạt động. Từ nguồn kinh phí khuyến công năm 2022, Trung tâm đã phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Vĩnh Thạnh triển khai đề án khuyến công hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến gỗ cho doanh nghiệp này. Với kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng, công ty đã mạnh dạn bỏ vốn đối ứng hơn 800 triệu đồng để trang bị dây chuyền các loại máy cưa xẻ gỗ như máy xẻ gỗ nhiều lưỡi, máy cắt hai đầu, máy chốt hợp, máy mài. Nhờ có cùng máy móc này mà doanh nghiệp đã tăng năng suất, sản lượng, rút ngắn đáng kể thời gian, đặc biệt là tận dụng được tối đa gỗ tròn nguyên liệu. Cùng với đó là hình thức và chất lượng sản phẩm cao gấp nhiều lần so với phương thức cưa xẻ gỗ truyền thống trước đây. Tức là doanh nghiệp chúng tôi hoạt động được 2 năm, mình ở trên cái địa bàn là gần nguồn nguyên liệu. Nhưng doanh nghiệp chúng tôi nhận thấy là lâu nay là cái nguồn cây trên này là người ta là chủ yếu tận dụng ở dâm. À, với lại hiện cho nên là mình nhờ cái sự quan tâm của Ủy ban huyện và Trung tâm Khuyến công của Sở Công Thương đã nên công ty chúng tôi là mới mạnh dạn đầu tư cái máy móc thiết bị hiện đại để đáp ứng được cái sản phẩm đầu ra. Tức là trước đây mình chỉ ra sản phẩm theo là cái từ cái cây keo mình chỉ ra ván bình thường, xẻ cái máy bình thường, nhưng mà hiện tại giờ cái máy hiện đại thì mình ra đủ sản phẩm là đầy đủ cái quy cách theo cái đơn đặt hàng, người ta đặt cái quy cách cỡ nào thì mình sẽ là nói đa dạng sản phẩm và cái chất lượng, cái độ hao hụt của nó thì gần như không còn nữa. Tức là hồi xưa ví dụ xẻ theo sản phẩm thủ công kia một ngày thì tối đa là cũng 3 khối thành phẩm trên ngày, mà giờ với máy móc tiên tiến hiện đại thế này thì có thể một ngày 8 tiếng là ra được 15 khối thành phẩm, nhưng mình đáp ứng được cái tiến độ giao hàng và khẳng định được về cái chất lượng của mình cung cấp cho cái doanh nghiệp họ yêu cầu. Sau thời gian lắp đặt vận hành chạy thử nghiệm, hiệu chỉnh các thông số máy, đến nay công ty đã vận hành ổn định hệ thống thiết bị này. Trong 7 tháng qua, công ty đã chế biến ra hơn 1.000 mét khối gỗ xẻ thành phẩm các loại, đạt doanh thu hơn 7 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm ổn định cho 15 công nhân lao động. Quy trình cưa xẻ gỗ ở đây cũng đảm bảo an toàn vệ sinh lao động hơn. Đặc biệt hơn nữa, đó là công ty đã góp phần thu mua
và tiêu thụ một lượng lớn gỗ rừng trồng lâu năm của nông dân trên địa bàn huyện cũng như các huyện lân cận. Nhờ đó thu nhập kinh tế của người trồng rừng tăng lên đáng kể. Nói chung là cái dàn máy là rất hiện đại. So với trước thì xe thủ công thì dàn máy là rất ok hơn. Cái công đoạn nào ra công đấy. Hơn nữa là công việc mình làm thì nó cũng khỏe hơn. Trước đây thì bà con mình chỉ cái người giấy thôi, chứ còn trường gì có cái xưởng đây thì nói chung cái tận thu được cái trồng rừng là như bao bì đó. Thì công ty đây là mua thu gom vô mua nó sẽ ra cái sản phẩm thì nói chung bà con là tận dụng được cái gốc bao bì đỡ mà bán cho công ty đây. Nói chung là cái sản phẩm công ty làm ra thì từ cái chi tiết gỗ đấy mà nếu bà con có thu nhập nó cao hơn nữa. Các doanh nghiệp ở huyện thì phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, cái năng lực rất là khó khăn, hạn chế. Tuy nhiên là được sự quan tâm của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến Công thì hỗ trợ bước đầu thì cũng giúp cho các doanh nghiệp là một phần là nó có máy móc thiết bị để mà nâng cao cái chất lượng sản phẩm, các mẫu mã hàng hóa tiếp tục là đầu tư nâng cao cái máy móc thiết bị mà sản phẩm để mà phát triển mạnh hơn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của huyện nhà nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung. Tại thôn Định Nhất, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh, cơ sở cưa xẻ gỗ của anh Nguyễn Đình Thông có thâm niên hoạt động hơn 20 năm. Nhưng lâu nay chỉ cưa xẻ gỗ gia công cho các cơ sở mộc nhỏ lẻ trên địa bàn huyện Tây Sơn và Vĩnh Thạnh. Nhằm hỗ trợ cho cơ sở hiện đại hóa quy trình sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế, đặc biệt là góp phần khuyến khích nông dân trồng rừng gỗ lớn. Từ đầu năm nay, Trung tâm Khuyến Công và Xúc Tiến Thương mại tỉnh cũng như Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Vĩnh Thạnh đã triển khai đề án khuyến công tại cơ sở này. Với kinh phí hỗ trợ 200 triệu đồng từ nguồn khuyến công của tỉnh, anh Thông đã mạnh dạn bỏ vốn đối ứng để trang bị máy xẻ gỗ nhiều lưỡi và máy xẻ nang nhiều lưỡi có công suất thiết kế 1.200 mét khối gỗ tròn mỗi năm. Qua 3 tháng đưa vào hoạt động, cơ sở đã sản xuất ra hơn 300 mét khối gỗ thành phẩm với nhiều quy cách khác nhau, có hình thức đẹp, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ tại khu công nghiệp Phú Tài. Theo tính toán của chủ cơ sở, trước đây, với 4 công nhân làm việc, mỗi ngày chỉ cho ra được 2 khối gỗ thành phẩm. Còn với hệ thống mới này, cho ra đến 10 khối gỗ thành phẩm. Nói chung như năm trước ấy, là gia đình tôi cũng sản xuất mà đa số sẽ gia công cho người ta, nhưng đó là công đoạn sẽ rất lâu. Nó thứ nhất là nó chậm, nhân công nó nhiều cao, nó không đạt hiệu quả. Nhờ sự giúp đỡ của Trung tâm Khuyến Công cũng như Phòng Kinh tế Hạ tầng giúp đỡ cũng cho tôi là đầu tư, tôi hỗ trợ tôi được 50 để mà 2 cái máy, một cái máy là chốt hộp là cưa gỗ tròn nhiều lưỡi và một máy ga nang nhiều lưỡi, cho nên là cái công đoạn mà đứa mà sản xuất ra gỗ ấy đạt hơn và đẹp hơn, hiệu quả hơn. Trước đó là gia đình tôi là chủ yếu là sẽ gia công cho người dân, đứa mà người ta là cất nhà, cất cửa, đứa đóng cửa ngõ rồi. Còn sau đó là nhờ có 2 cái máy này nên tôi đã liên hệ được mấy cái công ty sản xuất gỗ dưới Phú Tài và đứa mình sản xuất ra gỗ đứa nhập vào bên đó đứa mình làm. Thứ nhất là nó đạt hiệu quả và năng suất. Không chỉ quan tâm hỗ trợ trên lĩnh vực chế biến lâm sản, trong những năm gần đây, Trung tâm Khuyến Công và Xúc Tiến Thương mại Sở Công Thương tỉnh còn tư vấn định hướng và triển khai các đề án khuyến công trên lĩnh vực chế biến nông sản của huyện Vĩnh Thạnh. Chỉ riêng năm 2022, trong tổng số 12 đề án khuyến công mà huyện Vĩnh Thạnh đăng ký thực hiện, có đến 9 đề án thuộc lĩnh vực chế biến nông sản nhằm tăng năng lực tiêu thụ nguyên liệu nông sản cho bà con nông dân của huyện, như chế biến tinh dầu phộng, sản xuất bún bánh, chế biến rượu, nem chả, chè dây và mật ong rừng. Tại cơ sở ép dầu phộng Bạc Cũ, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh, Trung tâm Khuyến Công và Xúc Tiến Thương mại tỉnh đã hỗ trợ nguồn kinh phí 90 triệu đồng cho chủ cơ sở là bà Nguyễn Thị Hồng Lạc để trang bị máy ép dầu và máy lọc dầu phộng theo công nghệ ép lạnh tiên tiến với công suất 27.000 lít dầu mỗi năm, thay cho phương thức ép dầu theo truyền thống trước đây. Với công nghệ mới này, đậu phộng không cần phải qua công đoạn giã nhỏ hấp chín trước khi ép, mà được ép ngay sau khi bóc hạt. Do đó rút ngắn đáng kể thời gian
tỷ lệ dầu thu được cao hơn, màu sắc đẹp hơn, giữ được độ tinh khiết của dầu. Cùng với đó là chất lượng dầu thơm ngon, được thị trường ưa chuộng và có giá bán cao hơn. Cũng nhờ ứng dụng công nghệ mới này mà cơ sở dầu phòng Bà Cũ đã tăng năng lực ép dầu lên 80 tấn đậu vỏ mỗi năm, gấp đôi so với trước đây. Thì tôi đã ép dầu đây cho bà con cũng lâu lắm rồi, là nay cũng được 45 năm rồi. Là từ hầu ép ít, rồi giờ khi nay là bà con ép nhiều, mình cũng ép cho bà con là nhiều lắm. Rồi giờ đây là bà con ăn nhiều hơn nữa. Là ép dầu là bà con phải chờ đợi nó nhiều ngày, là giờ nhờ khuyến công ở tỉnh, ở huyện Nhật Thạnh cho mua cái máy đa năng. Để giờ mình ép nhiều dầu nhiều hơn nữa để cho nó đang nhanh rút gọn cái thời gian bà con chờ đợi. Bây giờ mấy đó là cá, mấy là cá mình ép thủ công nữa là chỉ một tháng là hết. Lúc trước là nó kéo dài 2 tháng có, 3 tháng có. Rồi giờ là cũng có là có ô cốt đâu đấy. Cô đám dầu, đám chai, cô gói tôi Sài Gòn, Quy Nhơn. Tôi bán còn lúc trước ấy là cô ép rồi bà con cứ xách kênh tới nhà vậy là cô bán. Tôi không có chai, không có nhãn mát gì hết. Được sự quan tâm của Trung tâm Khuyến công của tỉnh và phòng kinh tế hạ tầng của huyện đã chọn cái hộ Nguyễn Thị Hồng Lạc để đầu tư các máy móc vào trong cái sản xuất, đặc biệt nhất là cái chế biến cái dầu phộng. Đó thì trước tiên này cũng xin thay mặt địa phương xin cảm ơn cái sự quan tâm của tỉnh cũng như huyện đã tạo được cái thứ nhất là cái tạo được việc làm cho bà con. Thứ hai nữa là tăng cái năng suất của cái dầu phộng. Thứ ba là đảm bảo an toàn. Cái thứ tư ấy, là một trong những cái là xã đang phát triển và tiêu thụ công nghiệp. Đó, nó cũng giúp vào trong cái công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nông thôn, nông nghiệp của địa phương. Mặc dù số lượng và nguồn kinh phí hỗ trợ chưa nhiều, nhưng các đề án khuyến công do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh thực hiện trong thời gian qua trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh đã góp phần trong việc nâng cao nhận thức của các cơ sở sản xuất ở vùng nông thôn về tầm quan trọng của việc ứng dụng các kỹ thuật sản xuất tiên tiến, đổi mới thiết bị công nghệ, sử dụng hiệu quả nguyên vật liệu, tăng tỷ trọng chế biến sâu, chế biến tinh, cũng như đảm bảo sức khỏe cho người lao động và người tiêu dùng. Bên cạnh đó, thông qua việc định hướng tư vấn và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, chế biến còn nâng tầm tư duy quản lý, điều hành, gắn sản xuất với nhu cầu thị trường, gắn sản xuất với tiềm năng thế mạnh về nguyên liệu tại địa phương, chú trọng hơn đến việc xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, đăng ký chứng nhận chất lượng sản phẩm và tham gia quảng bá xúc tiến thương mại. Với những kết quả đạt được, bước đầu đáng phấn khởi đó sẽ tạo đà cho việc triển khai thực hiện nhiều hơn, phạm vi rộng hơn các đề án khuyến công trong thời gian tới, nhằm góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn của huyện miền núi này.